Các bạn thân mến, có dịp tôi đã thưa với các bạn rằng đối với việc hát karaoke trong gia đình đem lại rất nhiều lợi ích. Một là về mặt tinh thần, giúp cho các bạn quên đi những gánh nặng mưu sinh của cuộc sống lo toan thường ngày, và chúng ta cảm thấy tinh thần thoải mái hơn khi chúng ta hát những ca khúc mà chúng ta yêu thích, và nó đem lại cái không khí vui vẻ đầm ấm cho những dịp mà chúng ta cùng với lại bằng hữu quây quần, hay khi chúng ta ngồi với nhau ở trong gia đình, các thành viên nghe nhau hát và hát cho nhau nghe. Và thứ nữa là khi các bạn hát karaoke thì nó giúp cho chúng ta rèn luyện cái sức khỏe của hệ hô hấp, thì điều này các bạn cũng đã thấy trên truyền thông nói rất là nhiều rồi. Và các bạn biết là chúng ta mua sắm một dàn máy karaoke, nào là loa đứng, nào là loa nằm, nào là loa array, nào là loa cây, nhưng các bạn thấy có rất nhiều sự lựa chọn. Đặc biệt là chúng ta luôn luôn tìm đến những cặp loa, những cái cấu hình nó vừa túi vừa tai. Tôi nhấn mạnh là nó phải vừa túi và vừa tai, tức là hay trong tầm tiền. Thì các bạn thấy có rất nhiều cái sự lựa chọn. Ngày hôm nay thì tôi tiếp tục về được những cặp BMB 900C là new vua loa nằm, và những chiếc đẩy crown bãi xịn sò giá chỉ vài triệu thôi. Cụ thể như thế nào, xin mời các bạn cùng dõi theo. Tất cả những yêu cầu về mua sắm hay tư vấn phối ghép, các bạn nhớ gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại đang hiển thị phía trên góc phải của màn hình. Những bạn có Facebook hãy dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật được những hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Bạn nào có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp cho đến những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Và các bạn thấy là những dòng sản phẩm chúng tôi bán ra thì kể cả hàng bãi hay hàng mới rất phong phú, và các bạn có thể lựa chọn được những sản phẩm vừa túi, thậm chí là chỉ vài triệu đồng thôi. Vậy cụ thể bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hướng lên phía trước và quan sát chi tiết những sản phẩm. Các bạn thân mến, nếu như nói về đẩy ấy, thì các bạn biết rồi, tôi đang bán rất là nhiều các dòng đẩy, từ các dòng đẩy bãi cho đến dòng đẩy mới. Đặc biệt tôi rất quan tâm đến thương hiệu CAVS, một trong những thương hiệu mà các bạn thấy là có thể gọi là thương hiệu quốc dân. Thì các bạn thấy đây là những cái cặp mà array của CAVS này. Đấy. CAVS nổi tiếng bởi sự bền bỉ và cái mức giá nó rất phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng. Ở đây là những cặp loa cây của CAVS model TH210 có giá 19 triệu đồng một cặp. Các bạn nhìn thấy chép và chung cũng như là bát bằng carbon rất là hiếm, và tôi đã có bản test trên kênh YouTube rồi, các bạn có thể tìm hiểu. Và những cặp array cùng với lại súp hơi sẽ làm nên một cái sự khác biệt hoàn toàn ở những cái phân khúc dành cho những người, một là tổ chức kinh doanh sự kiện, đám cưới hay là hát ở trong gia đình với không gian lớn. Các bạn muốn mua dòng array của CAVS với mức giá hợp túi, hợp tiền, tức là các bạn có thể bỏ ra một khoản tiền rất nhỏ thôi nhưng dễ dàng sở hữu được những dòng array cực kỳ khủng của CAVS. Bây giờ trở lại với vấn đề chính, thì các bạn thấy là ngoài dòng đẩy của CAVS hay DB hay là rất là nhiều cái hãng khác, kể cả Watchfinder, thì tôi rất quan tâm đến dòng Crown. Đương nhiên rồi, Crown là một trong những thương hiệu lớn của thằng Hackman cùng với JB. Thì các bạn thấy là những năm gần đây thì ai cũng yêu thích những thằng Crown như thế này, đặc biệt là những cái thằng mà có mức giá nó hợp lý nhưng công suất lớn để đánh được nhiều cái dòng loa. Thì các bạn nhìn thấy ngày hôm trước thì tôi về được những cái chiếc 402 SLX. Các bạn nhớ SLX nó sử dụng nguồn xuyến, còn thằng SLI là thằng sử dụng nguồn sung, thì tùy theo sở thích của từng người các bạn nhé. Nhưng ở đây thì các bạn nhìn thấy đó là những con đẩy crown cáu cạnh, không khác gì hàng xuất xưởng cả, tức là hàng bãi nhưng nó đẹp với tình trạng như là tôi mở lòng phèo để chứng minh. Và các bạn nhìn thấy mặt của nó màu trắng, tạo nên cái sự sang trọng rất là đẹp đẽ, và các bạn nhìn thấy không có bất cứ một cái vết xước nào cả. Điều đó mới là điều ngạc nhiên. Và các bạn nhìn ra đây này, nó thiết kế mạch rất là kỹ, hầu như trên thị trường hiện nay thì ít con đẩy nào thiết kế mạch kỹ lưỡng như thằng này cả. Đấy, các bạn thấy này, nó sử dụng một cái nguồn, đấy là nguồn xuyến. Và các bạn thấy là đây là những cái dòng mà thiết kế để tối ưu hóa cái mạch công suất, giúp đến cái điện áp đầu ra. Theo thông tin thì điện áp đầu ra của nó xấp xỉ khoảng 1450 mấy oát gì đó, và mỗi một con đẩy này nặng khoảng 15 kg. Và nếu như ở chế độ đánh Citadel 2 kênh 8 ohm, đánh vào loa 8 ohm thì mỗi một đầu nó thổi ra khoảng 550W, và với 4 ohm nó thổi ra khoảng 880W. Đấy, các bạn thấy rất là khủng khiếp. Và những con đẩy LPS 2500 này ấy, có giá là 7 triệu đồng một chiếc đối với mẫu 2500. Còn đối với mẫu LPS 1500 có mức giá chỉ 5 triệu 500 ngàn đồng một chiếc, bằng với lại thằng SXLS 402 cũng đều có công suất tương tự như nhau. Các bạn có thể sử dụng và đánh với những cặp loa full bát 30 và những thằng bát 40, bát 50, hay có thể đánh với những cặp BMB. Thằng 2500 này này, có thể đánh BMB 900C, đánh BMB 2000 hay 450, hay đánh những cái dòng loa full, ví dụ như những cái dòng loa của JB thì như các bạn thấy tôi đã test trên kênh rất là nhiều rồi. Như vậy là các bạn thấy về mức giá cũng như cái tình trạng hàng cáu cạnh có lẽ chúng ta cũng không cần phải bàn luận nhiều nữa. Hướng sang đây thì tôi nói với các bạn như thế này, ngày hôm kia thì tôi có được vài cặp BMB 900C Line New. Dòng này có lẽ cũng không cần phải tốn quá nhiều giấy mực và tốn quá nhiều lời để chúng ta giải thích nữa. Người ta gọi nó là vua loa nằm. Đương nhiên rồi, đó là cái danh hiệu mà những người tiêu dùng, những người chơi ấy, người ta phong cho nó. Và đương nhiên rồi, thì các bạn biết là ở cái phân khúc loa nằm thì không có hãng nào có một cái cặp
cặp loa nằm nào có thể xứng đáng để so sánh với BB95C. Một là tiếng nó rất là thoát bay, âm thanh nó lồng lộng lên. Bass 30 đánh cực kỳ uy lực, đặc biệt là công suất cực lớn, các bạn thấy đấy. Những cặp loa này có trở kháng 8 ohm mà công suất cực đại, một thùng đấy, một quả là 1200W, tức là nó có khả năng chịu đựng đến 1200W. Và các bạn nhìn thấy những cái cặp loa này, kể cả những cái hộc tán sóng ở hai bên ấy, vẫn còn vàng óng như tơ. Bass 30 màng carbon, xin lỗi các bạn là màng giấy, tôi đã nhầm sang CAVS. Thì các bạn thấy đây là những cặp loa, có lẽ là chỉ cần nhìn qua thôi các bạn đã hình dung ra cái tình trạng rồi. Kể cả cái xước lưới e căng của nó vẫn còn nguyên này này. Đấy. Và sau lưng của nó có một công tắc giúp cho các bạn bật về chế độ đánh phòng rộng, phòng hẹp. Thằng này thì các bạn biết rồi, âm thanh hát rất là nhẹ nhàng, âm thanh nó bay bổng thoáng đãng lắm, nghe rất là đã đời. Có những thời điểm những cặp này thì các bạn biết rồi, bán tới 13 triệu đồng hàng bãi, nhưng ở thời điểm hiện tại với hàng line new cáu cạnh như này giá chỉ 11 triệu đồng thôi. Các bạn nhớ là với những cái thằng sản phẩm như thế này chúng tôi báo giá thì giá cạnh tranh, gạn đục khơi trong kiếm lời vài trăm ngàn thôi. Tôi đã có video clip nói với các bạn tại sao thợ người ta lại không mặn mà với BMB, mặc dù BMB là một trong những dòng loa rất là uy tín, một cái thương hiệu đã được khẳng định vài chục năm trên thị trường rồi và hầu như ở quốc gia nào người ta cũng yêu thích. Thì nhưng mà các bạn thấy là vì cái lợi nhuận thợ thì cạnh tranh nhau cho nên ai cũng báo giá thấp xuống để bán hàng, cho nên là nhiều khi lợi nhuận chỉ là 200.000 đến 300.000, nhưng một cái lô vài cặp như thế này về phải ngồi lau dọn từng con ốc, kiểm tra tỉ mỉ, dán tem đảm bảo của cơ sở chúng tôi vào sau đó mới bán cho các bạn, cho nên lợi nhuận không đáng bao nhiêu cả. Nhưng đây là một trong những mẫu loa rất đáng chơi. Nếu như các bạn có nhu cầu mua bất cứ một cái thiết bị nào thì các bạn có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại đang hiển thị phía trên góc phải của màn hình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, tôi sẽ dừng video clip này ở đây. Xin chào, tạm biệt.